hộp đó cho có chồng có vợ như lời anh đã hứa với tôi. Tôi vẫn nhớ chỉ sợ anh đã quên thôi, là chuyện riêng của gia đình tôi, không ai có quyền bàn tán tới lui. Nhưng vì hạnh phúc tương lai của rể và con, mình là cha mẹ phải làm gương, đừng để thiên hạ cười con cái khổ thân. Nếu anh sợ tiếng đời dễ bay thì xin dứt hẳn từ đây. Tôi xin hai anh hãy vì con, đừng nặng lời rồi đổ vỡ việc hôn nhân. Người gây đổ vỡ việc hôn nhân của hai đứa nó chính là Thiêm. Nếu Thiêm không tính bước thêm bước nữa thì đâu xảy ra chuyện này. Tôi thật xấu hổ giùm cho Thiếp và cả anh Tùng. Tôi thấy mình chưa làm điều gì tác tệ để cho anh phải xấu hổ. Rồi một ngày nào đó Thiếp sẽ thấy người ta yêu Thiếp là để có cớ từ chối gả cháu Hằng cho thằng Bảo. Đó là bước đầu. Những bước kế tiếp sẽ làm cho Thiếp sáng mắt. Thiếp biết họ đang toan tính những gì không? Tôi chưa biết. Nếu anh thấy cần phải nói, xin anh nói cho tôi và anh Tùng cùng được biết. Đó là gia sản của Thiếm. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi yêu Phượng trước khi con Hằng yêu thằng Bảo. Tôi yêu Phượng vì tâm hồn cao đẹp, chứ không phải vì gia sản như anh tưởng. Anh Phước, nếu anh nghĩ tôi có lòng dạ đê tiện xấu xa thì xin anh mau ra khỏi nhà tôi. Và từ hôm nay tôi cấm thằng Bảo gặp con Hằng. Tôi không muốn con tôi có một ông già chồng hẹp hòi và ích kỷ. Anh Tùng, tôi gian anh. Thiếm đừng giả dờ qua mặt. Bụng dạ của các người đâu che mắt được tôi. Các người hãy chờ xem hậu quả nha. Bác Ba, sao cháu không đến sớm một chút để nghe những lời yêu thương của người ta nói với má cháu? Cháu không nghe, nhưng cháu đã biết. Đã biết? Biết rồi cháu để vậy sao Phan? Theo bác, cháu phải làm sao? Phải vì danh dự và gia sản của ba cháu. Nhất định không để má cháu làm tiêu tan uy tín và sự nghiệp của ba cháu để lại. Cháu hãy quyết đi. Sau lưng cháu còn có bác. Bác Ba, cháu là con, cháu đâu dám quyết những gì nghịch lòng của má. Đời của má con bây giờ là phải sống để thương con, để cho các cháu nên vợ nên chồng sau những năm tháng gian lao mà cháu đã vất vả dưỡng nuôi suốt mười mấy năm nay, chịu đắng cay đau khổ một mình vì ba con má đã trọn tình suốt đời ôm bóng tướng hình người xưa. Nay bến chắn sắp có đò đưa người đi, sẽ đi mãi không về, bỏ con và bỏ cả không hề. Ai biết được lòng người bạc đen. Thì anh cứ nói thẳng với thằng Phan là tôi đã yêu anh hai Tùng, đâu cần phải úp mở dài dòng. Tôi nghĩ không cần phải giấu ai. Phan ơi, cháu là con trai, là trụ cột trong gia đình. Cháu hãy nói thật lòng mình, là má cháu đang thương hay đang trách. Làm con bao giờ cũng muốn mẹ hạnh phúc, mẹ vui chính là con. Lòng tốt của con tôi khiến mẹ không cầm được lệ rơi. Như vậy là đã rõ. Kể từ đây tình bác cháu không còn nữa. Bác Ba, anh Phan, chị Linh muốn gặp anh. Gặp anh à? Và gặp luôn cả bác gái. Cháu Linh, có chuyện gì bác cháu mình sẽ nói sao? Còn ở đây
ở đây sẽ tốt hơn chứ má. Nhất là có cả bác Tùng. Con nghĩ cùng một lúc sẽ giải quyết được nhiều chuyện. Nga, em không được nói năng vô lễ như vậy. Em Nga nói phải đó anh Phan. Cả em nữa, sống phải biết kẻ trên người dưới chứ. Phần cháu con phải lấy hiếu hạnh làm đầu. Cháu Phan nói phải lắm. Mẹ cha dù có lỗi đến đâu cũng vẫn là cha mẹ. Nhưng trong chuyện này, chính bác là người buộc chúng tôi phải nói những lời trái đạo. Nga, con có biết mẹ đau khổ lắm không? Cả cháu Linh nữa. Thưa bác, chính lúc này cháu mới là người đau khổ nè. Linh, em... em xin phép được nói thẳng với anh và bác gái. Là em thật xấu hổ vô cùng, vì chuyện bác Tùng yêu má của anh khiến gia đình em mất mặt với mọi người. Em nói chi những điều kỳ lạ? Chuyện người lớn thương nhau đâu có quan hệ đến mình. À, hay là em muốn mượn cớ để dứt tình? Nếu vậy thì anh đang chờ nghe quyết định của em. Phan, Phan ơi, con hãy bình tâm nghe lời mẹ. Đừng dối quan rồi ân hận một đời. Con hãy nghe Linh nói hết đuôi đầu. Má cũng cần biết rõ ý của các con. Chúng con nghĩ là má đã biết hậu quả ngày nay là những chuyện gì. Chỉ có một người mà đảo lộn cả nhà ta. Người ấy là ai? Chắc má hiểu hơn nhiều. Anh Phan, em làm sao sống được? Nếu chuyện hôn nhân hai đứa sẽ bất thành thì không phải tự em quyết định một mình, mà tất cả là do ý của mẹ cha. Không có mẹ cha nào muốn làm như vậy. Vì hôn nhân là điều trọng đại, ai cũng muốn con mình được hạnh phúc, chớ lòng dạ nào bác trẻ phải dở dang. Nhưng má chẳng nghĩ đến con mà chỉ biết có bác Tùng. Làm ảnh hưởng đến gia đình chị Linh, bà má em bắt em phải dứt tình, vì không thể chấp nhận việc làm của bác đây. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Nhưng còn cháu, quyết định của cháu như thế nào? Nếu bác cho chuyện làm của bác không có gì là trái đạo. Kìa Phượng, lửa đã cháy ta hãy tìm phương dập tắt, sao Phượng lại toan đổ thêm dầu? Thưa bác, nếu bác nói như vậy thì cháu xin lỗi bác, cho phép cháu nói thật. Cháu cứ nói. Cháu không thể nào chấp nhận một bà mẹ chồng như bác. Linh, em không được. Con hãy để cho Linh nói hết. Má, má không chạy trốn sự thật đâu. Thà được nghe trước mặt những lời cay đắng còn hơn nhận những tiếng mỉa mai sau lưng. Nói đi cháu, còn những gì nữa cháu cứ nói, bác không giận cháu đâu. Thưa bác, nếu bác Tùng là nguồn sống cuối cuộc đời của bác thì với anh Phan và cháu sẽ không bao giờ có đám cưới. Chào bác. Linh, Linh. Anh Phan. Phan ơi, em biết những lời của em sẽ làm đau lòng anh trước cảnh đời ngang trái. Nhưng em không thể vì anh mà cãi lại mẹ. Mỗi chúng ta chắc ai cũng muốn giữ danh giá gia đình. Ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, vợ chồng nào chẳng muốn trong ấm ngoài. Yêu em nhiều thì xin anh hãy hiểu cho em, đời con gái mấy ai vui khi tình đầu tan vỡ. Xa nhau rồi ai biết ai thương nhớ, ai khổ hơn ai mỗi khi nắng sớm mưa chiều. Linh em, anh Phan, anh đừng nói nữa. Chiều chiều
sẽ chia đôi đàn, ai làm chúng mình ly tan. Dở dang chắc không do mình. Linh ơi, con cá ra sông còn dậy đuôi về nguồn gọi bạn. Con chim xa bầy còn cất tiếng kêu ai quán gọi đàn. Mình yêu nhau sao nói tiếng biệt ly quá dối dàng. Mình biết khổ đau sao em không thương những người đau khổ. Tình cảm con người già trẻ có khác gì nhau. Trái tim nào chẳng rung động trước nhân nghĩa thanh cao. Tâm hồn nào xóa được dĩ vãng đẹp trong vài khoảnh khắc. Em có biết đâu trong lòng anh như dao cắt. Đầu óc anh đang ngổn ngang như cuộn tơ giò. Còn hơn em, em vừa khổ đau vừa xấu hổ. Em, anh Phan, em không thể làm vợ anh nếu tình yêu giữa má anh và bác Tùng không dứt khoát. Linh, em đã quyết định rồi, anh đừng có gặp em nữa. Linh, trời ơi, Linh ơi, sao em quá dội dàng nói lời chia biệt khi mọi chuyện còn dài. Đâu phải anh muốn chuyện này để đau khổ cho em. Mơ ơi, con biết tính làm sao để má chẳng khổ đau mà con cũng yên lòng, cả bác Tùng cũng được vui. Cháu Phan ơi, bác đã đau khổ nhiều rồi, còn cháu sắp bước vào đời, bác không thể làm vật cản ngăn. Con hãy yên tâm tin lời của má, mọi chuyện rồi sẽ an bài. Con không tin chuyện này vì lời hứa sẽ như gió bay. Nga, em vừa nói gì? Em nói là em không bao giờ tin lời của má. Hỗn láo, ai cho phép em nói với má như vậy? Chính má và bác Tùng. Em có im không? Má xin lỗi má. Phan, má hãy để cho anh đánh con nữa đi. Dù con có chết, con cũng không chấp nhận má thương bác ấy. Má thấy đó, vì chuyện của người lớn mà anh bảo không được cưới chị Hằng. Rồi bây giờ chị Linh và gia đình không chấp nhận anh Phan. Con hỏi má, nếu không phải là má, không phải bác Tùng thì là ai? Nga, ai đã làm cho chúng con đau khổ? Ai? Má, má và bác Tùng hãy trả lời đi. Ai? Nga, Nga, má, má, Phượng, Phượng. Anh bỏ mẹ con em đến nay đã hơn 19 năm dài đắng đắng. Anh đã yên phần, còn em, em gánh chịu trăm đắng ngàn cái. Anh nằm đây, anh nào biết nào hay. Em đâu khác xác thân anh nằm đó. Anh Phương ơi, anh nằm đây nghe nước sông dầm cỏ. Em về đâu tìm lại vô
sông Tiền. Anh nằm đấy lật từng trang nhật ký, em về đâu gió tròn thuở đầu tiên. Anh Phương, anh còn nghĩ đến tình nghĩa anh em hay sao? Má Phan, con về đây. Dạ thưa bá. Cháu đã hết giận thằng Phan chưa? Dạ. Còn con Nga, sao con không kêu nó cùng về tảo mộ? Dạ em Nga, nó còn giận má phải không con? Tệ thật. Giận má thì được, còn ba con có làm gì đâu để cho nó giận. Mấy năm trước đúng ngày này, dù bận trăm công ngàn việc, má cũng dẫn các con về đây cúng ba và ông bà nội. Vậy mà năm nay nó không nhớ. Dạ chắc em Nga bận học nên. Người có học trước hết phải nhớ đến nguồn cội. Học nhiều mà quên công ông bà cha mẹ thì cái học ấy sẽ giúp được ai? Người trong gia đình, kẻ cùng chung huyết thống mà không nghĩ đến thì đối với đời họ sẽ đối xử ra sao? Thưa má, má không trách các con, nhưng sống ở đời má muốn các con sống sao cho phải đạo. Làm người đúng nghĩa của nó không phải dễ đâu con. Dạ thưa bác, còn cha mẹ vô trách nhiệm với con. Những kẻ ấy không xứng đáng làm cha mẹ. Thưa má. Thôi đi anh, mình về. Linh, sao lại về? Em bắt anh đưa em xuống đây để gặp má. Gặp rồi chưa có nói gì hết lại đòi về, gì kỳ vậy Linh? Tại vì em thấy hình như bác không được vui, nhất là sự có mặt của em trong lúc này. Không đâu, bác vui lắm. Linh ơi, bác vui vì thấy cháu với thằng Phan đã hiểu bác. Tưởng mình vô phước, chẳng được gần dâu hiền và con ngoan. Lời má nghe xôn xang được từng đoạn ruột, làm con mấy ai chẳng nhớ đến cội nguồn. Con xin má bớt cơn
chúng con về đây là để thưa với bác chuyện hôn nhân và xin lỗi chuyện hôm nào là cháu đã nặng lời từ hôn. Không ai hiểu lòng con hơn mẹ, tình thương con hơn cả bạc thân mình. Thấy con khôn lớn lập gia đình, lòng cha mẹ nào không vui. Má ơi, vậy mà những năm dài con ở Sài Gòn ăn con nào biết nơi quê nhà, đêm từng đêm má trằn trọc nhớ thương nhiều. Một thân thui thủi giữa nắng sớm mưa chiều, mỗi bữa cơm má một mình một bóng, nhớ những ngày ba còn các con cùng ba má chung mâm. Nay gian nhà ấy vắng lạnh quanh năm, vậy mà cả con không về chia sẻ. Lòng của má bao la như trời biển, lòng của các con sao hẹp như đại giếng giữa trời. Con nghĩ được như vậy là má mừng. Má mong sao khi con lập gia đình, lời con nói và việc làm trước sau nên như một. Má ơi, cuộc đời còn dài, con đâu dám hứa trước. Nhưng nhìn má bây giờ, con càng nhớ lời ba dạy ngày xưa. Cha mẹ là tấm gương cho con cháu về sau, tình nghĩa của ba má đối với con là bài học. Ba mất đi để má một đời khổ cực, sống như thân cò lặn lội nuôi con. Đến lúc già buồn tẻ cảnh cô đơn, vắng con thiếu cháu buồn hơn chờ xưa đến nay. Mưa từ trên trời rơi xuống, chứ có bao giờ mưa từ dưới đất mưa lên. Có cha mẹ nào tin năm tháng dưỡng nuôi con, mà chỉ mong sao con được vuông tròn là vui. Dạ thưa bác, hình như có chuyện gì làm cho cháu khó nói. Thưa bác, thật tình thì cháu với anh Phan... Cháu với thằng Phan như thế nào? Phan, có chuyện gì nữa? Sao không cho má biết? Dạ, con sợ má buồn. Má đã buồn nhiều rồi, giờ có buồn thêm nữa, má cũng chịu được mà con. Chúng con định về đây lại ba, rồi về nhà thưa với má. Không ngờ đến đây thấy má buồn, chúng con không dám. Vậy thì sẵn đây, trước mộ ba con, con cứ nói đi. Má tin dù là nắm đất vô tri, nhưng biết đâu hồn ba con còn quanh quẩn đâu đây, để chia nỗi buồn với má. Nói đi con. Xin lỗi má. Linh, hay là ta về đi em. Anh Phan, làm sao về được? Nếu anh không nói thì em nói. Đừng em, anh không muốn má buồn thêm nữa. Thà anh chấp nhận xa em. Vậy mà má tưởng con và cháu Linh đã... Dạ thưa bác, cháu và anh Phan vội vã về đây là vì chuyện hôn nhân. Ba má cháu muốn tiến hành trong năm, nhưng với anh Phan thì còn đang do dự. Bác thì tùy quyết định của con, sớm muộn gì
bác nghĩ cũng một lần lo. Nhưng chuyện này còn hết sức đắn đo, sớm hay muộn không phải là nguyên do. Hay là con sợ không đủ thời gian chuẩn bị, má sẽ không để con mất mặt với họ. Chuyện tiền bạc thì bác khỏi bận tâm, ba má cháu sẽ chu toàn cho hai họ. Lòng tốt của anh chị bác cảm ơn, nhưng bác không thể để thiên hạ chê cười. Còn điều này mới vô cùng quan trọng, là anh Phan với bác phải viết mấy chữ làm bằng. Kể từ đây bác viết thẳng với bác Tùng, có giấy tờ thì ba má cháu mới tin. Linh, con đừng sỉ nhục bác. Má làm sao vậy má? Không sao đâu con. Má chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Linh, tại sao em ác quá vậy? Tại sao vậy? Tại vì em yêu anh, em không muốn mất anh. Tôi không cần cô nữa, cô hãy đi đi. Anh Phan. Đi. Anh Phan. Phan. Má, con đừng nói vậy. Má, mau theo an ủi nó đi, đừng để nó. Má, con xin lỗi má. Lỗi của các con, má cũng có một phần trách nhiệm. Má. Thiêm Tư. Anh ba, anh về cũng thanh minh cho ba má hay là... Thì năm nào đến mùa thanh minh anh chị lại không về. Cũng như Thiêm, năm nào cũng về tảo mộ cho chú Phương. Nhưng năm nay lại thiếu thằng Phan và con Nga. Chắc nó còn giận Thiêm. Còn anh và cháu Bảo. Tôi thì... Thiêm Tư à, sau những ngày nghỉ lại, tôi thông cảm hoàn cảnh của Thiêm và anh Hai Tùng. Cảm ơn anh. Nhưng sau lần gặp anh ở nhà anh ấy, chúng tôi đã... Tôi biết Thiêm và anh ấy đã chia tay. Thiêm vì thằng Phan và con Nga, còn anh ấy vì cháu Hằng và thằng Bảo. Anh ấy dám hy sinh cho con, cũng như Thiêm. Thiêm không thể quên chú Phương. Thiêm làm cho tôi cảm động quá. Chú Phương dù mất rồi nhưng vẫn còn có phước. Nghĩ mà tội nghiệp cho chú ấy. Phải chi ba cháu Phan còn sống. Con người ai cũng có số mà anh ba. Biết vậy, nhưng chú ấy đi sớm quá. Nghĩ đến tôi đứt từng đoạn ruột. Nhớ hồi nào cha mẹ nghèo, tôi phải nghỉ học để nhường cho chú ấy. Khi chú ấy thành tài về quê làm hiệu trưởng trường trung học, rồi 2 năm sau gặp Thiêm. Lúc ấy nghe chú nói là Thiêm đang học lớp đệ nhất, sắp thi tú tài 2. Ba má mừng cho vợ chồng chú. Nhưng chưa được bao lâu thì ba má dội theo ông theo bà. Rồi 7-8 năm sau, chú ấy cũng đi theo ba má. Giờ này dưới lòng đất, nghe được những lời của anh ba, chắc hồn ba má và anh ấy sẽ vui lắm. Tôi cũng nghĩ vậy. Thiêm Tư, tôi về đây trước hết là để cúng thanh minh cho ba má và chú Phương. Sao là có chút việc muốn nhờ đến Thiêm? Có chuyện gì xin anh ba cứ nói. Chuyện này tôi đã bàn với anh Hai Tùng suốt mấy ngày nay, là chuyện của con Hằng và thằng Bảo. Hôn nhân quan trọng cả đời, xin Thiêm hãy vì hai cháu nó. Tôi rất vui mừng khi hai gia đình thuận thảo. Nếu giúp được chuyện gì, tôi sẵn sàng không từ chối. Tôi biết Thiêm giống chú Phương như thỏ sinh tiền. Đó là nghĩa nhân, là đạo lý ở đời. Ba đã hết lời dạy lại các con. Làm người
mình phải giữ tiếng thơm. Vì thế tôi muốn hai họ được rõ ràng, nhưng không đủ tiền, xin mượn thiếp 20 cây. 20 cây vàng? Sau đám cưới thằng Bảo, tôi và anh Hai Tùng sẽ gom góp trả lại cho thiếp. Em làm gì có dư như vậy chứ? Nếu không đủ 10 hay là 15 cây cũng được. Thiếp yên tâm đi, không mất đâu mà thiếp sợ. Giúp cho thằng Bảo cũng như thiếp giúp cho cháu Phan. Cháu cũng như con mà thiếp tư. Đám cưới nó chắc khách cũng đi đông, không lỗ đâu, thiếp đừng sợ. Tôi không sợ, vì hạnh phúc của các cháu cũng chính là hạnh phúc của chúng ta. Thiếp nói phải lắm, làm cha mẹ mà ai lại muốn con mình đau khổ. Nhưng tiền của anh Phương để lại, tôi đã gom hết cũng không đủ mua cho thằng Phan một căn nhà. Mua nhà cho thằng Phan? Tôi đã bán hết nữ trang để nhập vào, mới mua đủ cho cháu một căn nhà nhỏ ở quận 10. Sao thím không để cháu ở chung với thím? Vì nó sắp lập gia đình, tôi không muốn tụi nó bị ràng buộc. Hơn nữa, đó là ý của ba cháu lúc còn sống. Anh ấy bảo con có gia đình, hãy để cho chúng tự lập. Nay anh ấy mất rồi, tôi phải giữ lời trăn trối của anh ấy. Dạ lại, cháu Linh cũng không muốn ở chung với mẹ chồng. Còn mấy mẫu đất của chú thím mua hồi trước, hay là thím cho tôi mượn? Tôi đã bán hết để lo cho các con ăn học. Bán hết à? Vậy chứ anh nghĩ coi, mấy năm nay tôi bệnh hoạn hoài, đâu có làm gì ra tiền để lo cho tụi nó. Thôi được rồi, đã vậy thì tôi phải bán hết phần đất hương quả ở dưới quê để lo đám cưới cho thằng Bảo. Anh ba, đất đó là mồ hôi nước mắt của mẹ cha tạo dựng. Mình phải giữ đất là giữ lại tấm lòng của cha mẹ. Anh nỡ nào bán nơi chôn nhau cắt súng của mình sao anh ba? Nhưng còn thằng Bảo, nó là cháu nội. Nếu mẹ cha còn sống, chắc cũng phải làm như tôi. Thế biết mà, ông bà cha mẹ mua đất là để lại cho con cháu làm của. Nay con cháu cần thì tại sao lại không bán? Nhưng nếu tôi và thằng Phan không ký giấy để cho anh, thím là dâu, là người ngoại tộc, tôi là con trai lớn trong gia đình, tôi đã quyết thím và thằng Phan không có quyền ngăn cản. Tôi phản đối đến cùng. Tôi lặp lại lần nữa, thím là người ngoại tộc, tôi là con, tôi có quyền bán tất cả những gì cha mẹ để lại cho tôi. Anh ba, tôi là người ngoại tộc. Anh Phương ơi, chẳng lẽ vì tiền mà khiến người ta không còn nghĩ đến tình nghĩa anh em nữa hay sao? Mình vui biết chừng nào khi thấy vợ chồng thằng Phan hạnh phúc. Như vậy là mình đã làm xong một nửa trách nhiệm của anh em cháu làm. Còn con Nga, biết mình có còn đủ sức đến ngày đưa nó về nhà chồng hay không? Nếu chẳng may, anh Phương ơi, nếu chẳng may em không làm trọn lời anh ký thác, thì em có tội với anh quá. Nhất là con Nga, em không thể bỏ nó vơ vơ. Nó là cả cuộc đời của anh và em còn lại. Không, em phải sống, em phải vượt qua tất cả bệnh tật để vui ngày đưa con về nhà chồng. Rồi sau đó, dù sống thêm một ngày cũng được, có chết em cũng vui. Thank you.
Má, má sao thế này? Má có sao không? Sao má không ở trong nhà mà má lại ra đây? Bộ má không khỏe hả? Không sao đâu con. Ở trong nhà bực bội quá, má muốn ra đây cho má. Hai con mới về đó hả? Dạ. Má ơi, má đỡ chưa má? Má thấy đỡ nhiều rồi. Thôi, hai con hãy vô nhà đốt nhang cho ba con, rồi qua nhà cậu Chính đốt nhang cho ông bà ngoại. Dạ. Chúng con ghé thăm má rồi phải đi Cần Thơ ngay. Vợ chồng con không ở chơi với má, với các cậu các dì con một vài ngày được sao? Dạ, tụi con cũng muốn lắm, nhưng vì chuyện làm ăn không thể chậm trễ một đôi ngày. Con nghĩ đời con dài, rồi sẽ có ngày chúng con về với mẹ. Nhưng với má, má thấy không phải vậy. Các con cần biết nội ngoại, biết lối xóm họ hàng bà con, để sau này còn tới lui gặp mặt. Nếu không thì còn chi là ruột thịt. Linh à, hay là ta nghe lời của má, chuyện làm ăn của mình chậm lại ít ngày thôi. Em cũng muốn nghe theo lời khuyên của má chứ. Nhưng hợp đồng mỗi ngày thay mỗi giá, mình không thể nào mà bắt họ phải chờ. Má, má chỉ nói vậy, còn quyết định là do các con. Má không sành chuyện bán buôn, nhưng giàu như thà sùng cũng không mua được nghĩa nhân. Má à, mỗi lần con về, con thấy má không khỏe là con không có vui. Con rước má lên Sài Gòn ở với con thì má không có chịu. Má ở dưới này có một mình à. Má ở một mình quen rồi. Ở dưới này còn có họ hàng thân thích, còn có mồ mả ông bà cha mẹ, còn bao nhiêu kỷ niệm với ba con. Lên trên đó nghe tiếng xe cộ quanh năm, nhìn cửa nhà chen chúc, tứ bề đều là người xa lạ. Muốn tìm một làn gió mát như ở sông Tiền đâu có con. Muốn ngắm trăng thanh chỉ thấy toàn là đèn điện lầu cao. Má à, chúng con sẽ đưa má ra bến Bạch Đằng. Ở đó má sẽ thích hơn là ở đây nhiều. Đúng đó má. Cảm ơn con. Nhưng với má, ở đâu cũng không bằng nơi chôn nhau cắt súng. Sang trọng nào cũng đâu bằng tình nghĩa của quê hương. Thôi, các con đi đi, đừng vì má mà lỡ chuyện làm ăn. Nhớ về trên đó nói với con Nga là má nhớ nó lắm nha. Dạ. Má. 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 Má ho nhiều quá à. Bệnh khớp của má chưa có hết, nay lại ho gió chút đỉnh có sao đâu con. Đừng có lo. Má ơi, để con đưa má vô nhà nha, chứ ở ngoài này gió nhiều không có tốt. Có gió má sẽ dễ chịu hơn. Má, con thấy má xanh hơn lúc trước nhiều lắm á. Chắc tại trở trời nên mấy bữa nay má ăn ngủ không ngon. Nhưng con đừng có lo, chỉ ít hôm thôi má sẽ khỏe lại. Má sẽ sống thật lâu với các con mà, nhất là đối với con Nga. Phan à. Dạ. Đối với con Nga, má lo ngày đêm không ngủ, sợ má có bề gì là để gánh nặng lại cho con. Má. Má đừng có nói như vậy. Con không muốn má. Con không muốn má nói những lời trăn trối phải không con? Nhưng Phan ơi, đường tử sanh, có mấy ai tránh khỏi bao giờ. Khi tuổi đời càng cao, lại nay ôm mai đau,
rồi phải xa nhau. Nào ai chẳng nát dạ tan lòng, bao nhiêu thương chất chồng trong phải lìa đàn dãy dùng giữa rừng xanh núi thẳm. Là con người ai chẳng mang hoài bão tuổi thanh xuân, chẳng khát khao ước vọng cho đời. Mơ đâu ngày cảnh cô đơn băng giá giữa trời, má chỉ sợ lòng người trống trải, sợ cái nghĩa cay tình mỗi lúc một xa. Con cung lớn là phải chen vai chung sức với người ta, lòng hiếu thảo đâu phải cận kề bên cha mẹ. Xa mà gần, ít mà nhiều mà phải lẻ, còn hơn tiếng bất tiếng gì trong nhà cao